Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Trong tập trước, đám người Thạch Hạo đã bị mấy lão tôn giả bao vây. Trong thời khắc khó khăn như vậy, Triệu Khải quyết định quay xe. Hắn tiến lại trước mặt mấy lão già rồi quỳ xuống cầu xin. Hắn bằng lòng rời khỏi cuộc tranh đoạt, tuyệt đối không có ý đồ với Cốt Thư. Lời này làm cho Lam Vũ vô cùng tức giận, mấy lão già cũng đồng ý. Nếu hắn đã bằng lòng rời khỏi thì bọn lão cũng không muốn tự dưng kết thù oán. Nhưng mà nếu có người muốn tìm chết thì bọn lão đương nhiên sẽ chảm diệt chúng. Kỳ Mô đạo nhân lập tức sử dụng bí thuật phụ trợ mọi người, giúp bọn họ nâng cao chiến lực cùng chống ngoại địch. Nói rồi cả đám cũng lao lên. Thạch Hạo lập tức lấy ra chiến giáp rồi chủ động nghênh địch. Những người còn lại cũng tự tìm cho mình một đối thủ để chiến đấu, đồng thời không quên nhắc nhở không được cho mấy lão đó cướp mất Cốt Thư. Thạch Hạo lập tức lấy ra Thanh Nhân Kiếm Ý chém về phía kẻ địch. Chỉ một chiêu đã có thể đẩy lùi được ba vị tôn giả. Triệu Khải rất không muốn điều này, hắn lên tiếng mách lẻo. Thạch Hạo chỉ mượn Bất Diệt Kim Thân mới có thực lực như vậy. Giết được tiểu tử đó thì chí bảo kia chính là của bọn lão. Lời này khiến bọn lão đồng tâm, một tên chủ động xông lên vậy nhưng không làm gì được. Thạch Hạo đẩy lùi lão về sau đó tung ra bảo thuật đánh thẳng vào mặt ba người. Tới đây thì hai bên mới có thời gian dừng lại nói chuyện. Hồng Hoàng tức giận với Triệu Khải vì sự hèn nhát của mình. Tự bóp sái đồng đội, chờ quay lại thượng giới, nàng sẽ xử lý hắn một trận. Lời vừa dứt thì đã bị tấn công, cũng may Lam Vũ phát hiện giải cứu kịp thời. Lam Vũ cảm thấy không ổn, địch nhiều tài ít, không trụ được quá lâu, phải nghĩ cách rời đi thôi. Tuy nhiên Tuyên Minh lại cảm thấy không cần nóng vội, chiến lực của Thạch Hạo mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Nhân cơ hội này, hắn muốn đoạt Cốt Thư trước. Hai người nhanh chóng tiến lên đoạt Cốt Thư, bên kia lập tức tung chiêu ngăn cản rồi cũng lao lên tranh đoạt. Đáng tiếc là không ai thành công, cả ba bị đánh bật ngược lại. Thì ra bên ngoài Cốt Thư có một lớp hỗn độn khí ngăn cản. Lão ta cười khoái chí, nếu đã không có thể thừa dịp loạn để đoạt bảo, như vậy thì lão cũng không cần bận tâm nữa. Lão tiếp tục hô hào mọi người hợp sức cùng nhau bắt giữ đám người Thạch Hạo trước rồi tính sau. Thạch Hạo cho biết mình đã có cách đối phó với bọn chúng. Nhân cơ hội chúng tấn công, cậu liền lấy ra 10 động thiên ngăn cản, sau đó bắt đầu sử dụng lực lượng đến từ chí tôn cốt, đó là sức mạnh luân hồi áp chế ba người lại. Bọn lão nhận ra dị thuật này không ngừng khiến bản thân suy yếu, phải mau chóng ngăn cản Thạch Hạo lại. Một kẻ trong số đó lao lên yêu cầu cậu thu lại yêu pháp. Thạch Hạo cảm thấy đây là cơ hội tốt, trước tiên lấy lão ta để khai đao vậy. Nói rồi, cậu cũng lao lên tiếp chiêu, hai người lấy cứng đối cứng, kết quả là lão tôn gia bị đánh cho tàn xác. Đám người bên kia thấy vậy, liền há mồm kinh ngạc. Trong lúc bọn chúng còn đang ngỡ ngàng thì cậu đã lao lên tiến kẻ thứ hai về đất mẹ. Đúng lúc này, huyết dịch đột nhiên kích phát pháp trận, cái giới bao phủ Cốt Thư biến mất. Hồng Hoàng và Tuyên Minh vừa mới lấy cầm đồ tới tay thì đã bị đối phương đánh úp yêu cầu giao ra Cốt Thư. Tuyên Minh nhanh chóng bị ăn đòn, may mà hắn ta kịp ném ra Cốt Thư cho Hồng Hoàng. Lão ta nhanh chóng chuyển mục tiêu công kích lên người nàng. Hồng Hoàng cũng không phải là đối thủ cho nên đành phải ném Cốt Thư cho Triệu Khải, yêu cầu hắn mang bảo vật ra ngoài trước. Cầm đồ vào tay, hắn ta liền nhanh chân lao ra ngoài. Đi qua trước mặt Thạch Hạo, trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ táo bạo, đó là ném Cốt Thư cho cậu. Chỉ một giây sau khi lấy được Cốt Thư thì nó đã tan biến mất. Cậu biết thừa thứ này là giả, tên kia chỉ đang cố gắng vu oan mà thôi. Đáng tiếc là mấy lão tôn giả không biết như vậy. Mặc kệ Thạch Hạo giải thích thì lão vẫn không tin và cho rằng đây là kế điệu hồ ly sơn để lừa gạt bọn lão. Chỉ riêng Kim Ô tôn giả là có đề phòng. Lão ta nhanh chóng tung chiêu, dựng ra một hàng rào lửa chặn đường. Điều này làm cho Triệu Khải cũng không ngờ được. Hắn đành phải tìm cách quấy cho loạn nữa. Hắn nhanh chóng quỳ xuống chắp tay dâng lên Cốt Thư. Bảo vật tới tay, lão ta liền mỉm cười rồi tỏ vẻ ân cần đỡ hắn ta đứng dậy. Sau đó lặng lẽ tung chiêu xiêm một nhát xuyên ngực Triệu Khải, tiến hắn ta về đất mẹ. Lão tôn giả yêu cầu giao ra Cốt Thư. Kim Mô đạo nhân cho biết, Cốt Thư này vốn là vật của tộc bọn lão, không giao ra thì có sau. Nói rồi, Kim Mô đạo nhân liền xông lên giao chiến với đối phương. Trong thời gian đó, đám người Tuyên Minh tranh thủ tiến lại kiểm tra thương thế của Triệu Khải. Hắn ta móc ra Cốt Thư đưa cho mọi người. Thì ra thứ đưa cho Kim Ô tôn giả trước đó chỉ là hàng rầm do hắn khắc ghi lại mà thôi, đây mới chính là hàng thật. Tuyên Minh cho rằng trước tiên hãy đưa Cốt Thư cho Thạch Hậu, thiên phú của cậu cao nhất, xem bên trong có cách gì cứu mạng Triệu Khải không, bọn hắn sẽ đứng ra hộ pháp. Thạch Hạo nhanh chóng ngồi xuống tìm hiểu, trong thời gian phá cấm chế đó, ba tên tôn giả vẫn còn bận giao thủ nên không chú ý tới động tĩnh phía bên này. Kim Mô đạo nhân cười khoái chí, thái dương tinh hỏa mà ông sử dụng chính để chặn đường, chính là một loại thiên hỏa lợi hại nhất. Bất luận là pháp khí hay nhục thân đều có thể bị nung chảy, đốt thành tro bụi. Lời vừa mới dứt thì Thạch Hạo đã phá được cấm chế trên Cốt Thư. Kim Mô tôn giả lập tức nhận ra thứ mình đoạt được chỉ là đồ giả, một khối khác thì ở trong tay Thiết Huyết tôn giả. Điều này làm cho lão vô cùng phẫn nộ. Thạch Hạo nhanh chóng xem xét nội dung bên trong Cốt Thư,
Quả nhiên thứ được khắc lên nó đúng là nguyên thủy chân giải. Đáng tiếc là với tình trạng bây giờ thì vô dụng. Có nghĩa rằng khối trên tay Thạch Hạo không có ghi chép cách chữa trị cho Triệu Khải, phải nghĩ cách lấy thêm một khối khắc. Cậu nhanh trí ném nó cho lão gia tôn giả bên kia. Cái ly rắn này quả thật lợi hại. Kim Mô đạo nhân thấy vậy liền tung chiêu nhắm cướp đoạt. Thạch Hạo và mọi người cũng hành động, còn một mình tiến về phía Thiết Huyết tôn giả cùng kích. Hai người còn lại thì đứng phía xa khống chế, bón hành cho lão ta ngập mồm, thành công lấy được cốt thư, sau đó quay xe bỏ chạy là thượng sách. Đi đến một góc khuất thì dừng lại kiểm tra, chẳng lẽ đây là phần thứ hai của nguyên thủy chân giả siêu thoát? Vậy nhưng mà cậu lại nghe nói phần siêu thoát có thể đang ở Chí Tôn Điện, chứ không ở Hỗn Độn Cổ Điện này. Trong khi đó, hai lão tôn giả vẫn chiến đấu kịch liệt. Kim Mô tôn giả chơi bài khởi động trận pháp, bây giờ cấm chế đã mở ra, muốn chạy thoát là điều không thể. Đột nhiên cốt thư bị nữ nhân bên trong Thái Dương Thần Hoa đoạt đi mất. Cả đám thấy vậy liền cùng nhau công kích về phía nàng ta, quyết không để cho nàng ta chạy trốn. Thạch Hạo cũng biết không thể rời đi được, cho nên trước tiên xem thư bên trong này có ghi chép gì. Không ngờ bên trong lại có mười mấy cái ấn ký phù văn, nó là do Thiên Đế lưu lại. Cậu thắc mắc, chẳng lẽ mười mấy cái phù văn này là đại đạo tạo hóa mà Thiên Đế nhắc tới? Mặc kệ là gì thì trước tiên cứ nhớ kỹ đã. Đột nhiên mọi thứ rung lắc kịch liệt, cung điện dường như sắp đổ. Thạch Hạo vừa kịp ghi nhớ xong thì nữ tử kia đã cướp đi cốt thư, sau đó bắt đầu khép hai miếng lại. Uy lực bỏ phát ra khiến cho chân hòa dập tắt. Mọi người vì vậy mà chạy thoát được ra ngoài. Đứng từ xa nhìn cảnh tượng thần thụ bay lên trời, Thạch Hạo cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như vậy thì cốt thư cũng sẽ biến mất hay sao? Chưa rõ đáp án như thế nào thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé!